Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nỗ lực của Nguyễn Tấn Dũng gặp thất bại. Ai đã ra tay với Nguyễn Minh Chiết? Nguyễn Minh Chiết được ông Nguyễn Tấn Dũng định hướng tiến thân bằng con đường vào đoàn chứ không phải vào đảng. Đây là một con đường phát triển rất lớn vì trong quá khứ nhiều nhân vật đã tiến vào Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị nhờ con đường này. Những người đã từng là Bí thư Trung ương Đoàn rồi sau đó vào Bộ Chính trị có thể kể ra như sau. Thứ nhất là ông Hồ Đức Việt, cháu ông Hồ Tùng Mậu, làm Bí thư Trung ương Đoàn giai đoạn 1987-1992. Vào năm 2006 thì vào Bộ Chính trị và nắm chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Thứ nhì là bà Trương Thị Mai, từng là Bí thư Trung ương Đoàn giai đoạn 2001-2002. Bà Mai đã vào Bộ Chính trị vào năm 2016 với chức trưởng ban dân vận Trung ương. Và sắp tới khả năng bà sẽ nhậm chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Thứ ba là ông Võ Văn Thưởng, là người nắm chức Bí thư Trung ương Đoàn từ năm 2006 đến năm 2011 và nay đang ngồi ở ghế thường trực ban bí thư, dưới một người trên muôn người trong bộ máy của đảng. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết không được bầu bổ sung vào ban bí thư Trung ương Đoàn. Đấy là ba người đã từng vào Bộ Chính trị đi lên từ ban bí thư Trung ương Đoàn. Còn nhiều nhân vật khác đang giữ chức vụ rất cao và cơ hội vào Bộ Chính trị cũng rất lớn khi mà họ đang giữ các chức vụ đầy triển vọng như Nguyễn Thành Phong hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đào Ngọc Dung đang là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Đắc Vinh hiện là Phó Chánh án Văn phòng Trung ương Đảng. Như vậy thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã gây dựng sự nghiệp cho cậu con trai út từ cơ quan đoàn là một lựa chọn đầy tham vọng, chứ không phải kém triển vọng như nhiều người nghĩ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã có hai đứa con đi hai đường khác nhau nhằm mục đích tránh bị dính chùm khi thất thế. Nếu giả thử trước đây, ông Nguyễn Thanh Nghị là bí thư Kiên Giang, kéo Nguyễn Minh Chiết về Kiên Giang, đưa cậu ta vào tỉnh ủy viên rồi bố trí cho một chức phó chủ tịch tỉnh hay làm gì đó. Đường tiến thân của Chiết rất tốt. Nhưng tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng không cho Nguyễn Thanh Nghị làm thế mà để Nguyễn Minh Chiết tự bơi ở Trung ương Đoàn? Vì đơn giản, nếu ông Chiết sát cánh cùng anh trai mình mà lỡ anh trai bị Nguyễn Phú Trọng đánh ngã ngựa thì Nguyễn Minh Chiết cũng tiêu tàn sự nghiệp. Đó là lý do tại sao ông Dũng không kéo cậu con trai của ông về phụ tá cho anh trai. Người toan tính như ông Nguyễn Tấn Dũng thì không bao giờ bỏ tất cả các quả trứng vào cùng một giỏ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu nhưng phải trợ chiến cả ở hai mặt trận. Thực ra, ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu 5 năm nay, nhưng việc chiến đấu với thế lực Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa dứt. Nguyễn Phú Trọng không đẩy được Nguyễn Tấn Dũng vào tù, thì ông quyết cản đường tiến thân của hai đứa con ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều đó đáng nói, không những ông Nguyễn Phú Trọng không hạ được ông Dũng, mà dường như ông buộc tội cản trở công việc làm ăn của con gái và ngăn cản đường quan lộ của hai đứa con trai ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không dễ dàng gì. Với Nguyễn Thanh Nghị thì 5 lần 7 lượt, ông Nguyễn Phú Trọng quy kết sai phạm nhưng vẫn chưa làm gì được ông Nghị cho đến bây giờ. Cho đến nay thì Nguyễn Tấn Dũng đã về vườn được 5 năm nhưng vẫn phải chống đỡ cho Nguyễn Thanh Nghị để cậu con trai cả của ông đứng vững trước sóng to gió lớn gây ra bởi Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay Nguyễn Thanh Nghị được xem như là tay qua nạn khỏi khi mà Nghị được tái trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng và đang có triển vọng nắm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Dường như đó là việc ông Nguyễn Tấn Dũng đã chiến đấu dùm cho Nghị. Còn Nguyễn Minh Chiết, những tưởng ông Nguyễn Phú Trọng không để ý, nhưng không phải vậy. Cả việc tiến thân của cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết cũng được ông Nguyễn Phú Trọng để ý nốt. Chính vì vậy mà con đường tiến thân của Nguyễn Minh Chiết ở Trung ương Đoàn cũng rất chảy chặt. Sau khi đi du học về, Nguyễn Minh Chiết vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017. Thấy ở Sài Gòn không ổn vì Lê Thanh Hải lúc đó đã đánh trượt tư cách thành viên, ủy viên của Nguyễn Thanh Nghị, nên ông Dũng hiểu ý bảo Chiết rút về Trung ương Đoàn, ẩn náu để tránh vòi rậm. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, Nguyễn Minh Chiết nhậm chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam theo quyết định số 639. Tuy nhiên, không biết ở Trung ương Đoàn có bị áp lực nào hay không, mà Chiết ngồi ở đây mới được 3 tháng, thì vào ngày 23 tháng 6 năm 2014, Chiết lại khăn khói vào Bình Định tá túc ở tỉnh này. Tại đây, Chiết nhận chức Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 khá thuận tiện.
Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đã không thành công trong công việc đưa Nguyễn Minh Chiết vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ngồi chức phó chỉ được 5 tháng thì vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, ông Chiết lấy chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017. Vào tháng 12 năm 2014, Nguyễn Minh Chiết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 để chuẩn bị cơ cấu vào Ban lãnh đạo tỉnh và từ đó làm bàn đạp vào Ủy viên Trung ương. Được biết vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Minh Chiết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến đầu năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực, thì Nguyễn Minh Chiết cũng rút khỏi tỉnh đoàn Bình Định về Trung ương đoàn tá túc. Cuối năm 2017, với nỗ lực không biết mệt mỏi, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đưa được Nguyễn Minh Chiết vào Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đấy là một bước ngoặt tiến thân của ông Chiết. Tuy nhiên, dường như Trung ương đoàn không phải là mùng đất hứa với Nguyễn Minh Chiết, nên năm 2014, ngồi đó chỉ được 3 tháng đã phải tháo chạy về tỉnh đoàn Bình Định. Giờ bất đắc dĩ trở lại Trung ương đoàn thì chẳng hứa hẹn gì nhiều cho Nguyễn Minh Chiết cả. Và dư luận đặt ra câu hỏi là Nguyễn Minh Chiết đã bị chặn đường tiến hay bị gạt ra rìa. Theo báo chí nhà nước loan tin vào ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 11. Hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư Trung ương đoàn cho Ban Bí thư. Trong đó, hai gương mặt được bầu đó là Nguyễn Tường Lâm và trưởng ban đoàn kết hợp với thanh niên và anh Ngô Văn Cương, trưởng ban tổ chức Trung ương đoàn đã trúng cử chức danh Bí thư Trung ương đoàn. Ngô Văn Cương sinh năm 1984, cao cấp lý luận chính trị, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang nghiên cứu sinh, chuyên ngành kinh tế phát triển tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Tường Lâm, sinh viên, sinh năm 1984, cao cấp lý luận chính trị, là tiến sĩ xây dựng. Như vậy là lần bổ sung lần này Nguyễn Minh Chiết đã trượt. Đây là lần thứ hai Nguyễn Minh Chiết bị chặn ngay trước cửa thiên đường. Vào năm 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa Nguyễn Minh Chiết trở lại Trung ương đoàn cũng vì mục đích là vào Ban Bí thư Trung ương đoàn và dùng cơ quan này làm bàn đạp để Chiết có thể vào Trung ương đảng. Như vậy thì xem như dự tính của ông Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa cũng thất bại. Để đến được chiếc ghế Trung ương đoàn bổ sung thì các nhóm lợi ích của Trung ương vận động suốt năm 2020 để đưa các hạt giống đỏ vào đây. Theo một số người am tường cho biết, vào năm 2020, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã rất nỗ lực để vận động các tỉnh đoàn khác ủng hộ Nguyễn Minh Chiết. Chiết cũng được giới thiệu ứng cử nhưng lần này đã không đấu lại với Ngô Văn Cương và Nguyễn Tường Lâm. Đây lại là lần nữa cho thấy Trung ương đoàn không phải là vùng đất hứa với Nguyễn Minh Chiết. Đây là hình ảnh Nguyễn Tường Lâm và Ngô Văn Cương, hai người được cho là nguyên nhân dẫn đến Nguyễn Minh Chiết không vào được Ban Bí thư Trung ương đoàn. Phát biểu sau khi đánh bại Nguyễn Minh Chiết, Ngô Văn Cương vui mừng hứa sẽ tiếp tục cố gắng và không ngừng rèn luyện để tham mưu cho Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn, Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Trung ương đoàn. Nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nói chung là phát biểu những từ ngữ quen thuộc. Điều quan trọng nhất đối với Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm và những người khác trong Ban Bí thư đoàn là nhân vật nặng ký Nguyễn Minh Chiết đã bị cản đường. Đấy là một thuận lợi cho các lãnh đạo cấp cao ở Trung ương đoàn. Bài học Nguyễn Minh Chiết về tỉnh đoàn Bình Định lượng hết những chiếc ghế ngon nhất của tỉnh đoàn này vẫn còn đó. Nguyễn Tường Lâm cũng vui mừng gửi lời cảm ơn Ban Bí thư Trung ương đoàn, Ban chấp hành đã tin tưởng bầu anh ta giữ chức Bí thư Trung ương đoàn. Tuy nhiên, điều vui nhất với anh này vẫn là Nguyễn Minh Chiết không vào được Ban Bí thư Trung ương đoàn. Loại một đối thủ nặng ký thì ứng viên tăng thêm một cơ hội leo cao. Và câu hỏi đặt ra là ai đã ra tay để đì Nguyễn Minh Chiết? Thực ra Trung ương đoàn là nơi chịu sự điều khiển của ông Nguyễn Phú Trọng. Ở Sài Gòn trước đây thì Chiết bị Lê Thanh Hải gây khó khăn nên đã phải tháo chạy vào Trung ương đoàn vào năm 2013. Và Trung ương đoàn ngồi mới được 3 tháng lại chạy vào tỉnh đoàn Bình Định. Việc Nguyễn Minh Chiết cuốn gói chạy khỏi Trung ương đoàn vào năm 2014 được người ta đánh giá là do có những phe thân ông Nguyễn Phú Trọng ở đó cản đường Nguyễn Minh Chiết. Nguyễn Minh Chiết chỉ phát triển suôn sẻ khi về tỉnh đoàn Bình Định mà thôi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực thì về tỉnh đoàn Bình Định khó khăn chẳng khác gì Trung ương đoàn, nếu không muốn nói là khó khăn còn hơn. Vào Ban Bí thư Trung ương đoàn là cơ hội rất lớn để phấn đấu và điều đó được Nguyễn Tường Lâm nói như thế.
Đây là hình ảnh liệu có phải ông Nguyễn Phú Trọng đã cản đường quan lộ của Nguyễn Minh Chiết hay không? Nếu giả sử như Nguyễn Minh Chiết được trúng cử bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn thì khả năng Chiết thay thế Nguyễn Anh Tuấn rất cao. Nguyễn Anh Tuấn hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam. Nếu lên chức, Nguyễn Anh Tuấn có thể vào Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng hoặc được bổ về làm Bí thư tỉnh của một tỉnh nào đó trước khi về Trung ương và Bộ Chính trị như Võ Văn Thưởng. Có thể nói lần ngã ngựa lần này của Nguyễn Minh Chiết là thất bại khá đau cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Lại một lần nữa, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị đối thủ chính trị của ông chơi sát ván mỗi khi có cơ hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nỗ lực của Nguyễn Tấn Dũng gặp thất bại, ai đã ra tay với Nguyễn Minh Chiết? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.